EU tuyên bố sẽ sống tốt mà không cần khí đốt Nga. Theo Bloomberg, Ủy viên Năng lượng của Liên minh châu Âu, EU, Kadri Simson vừa cảnh báo các công ty khí đốt trong khu vực rằng bất kỳ thỏa thuận mới tiềm năng nào để duy trì dòng khí đốt từ Nga qua Ukraine sẽ là một lựa chọn nguy hiểm. Không có lý do gì để bào chữa, EU có thể sống tốt mà không cần khí đốt của Nga, bà Simson phát biểu tại họp báo sau cuộc họp của các bộ trưởng năng lượng EU ngày 15 tháng 10. Đây là một lựa chọn chính trị và là một lựa chọn nguy hiểm, bà Simson cảnh báo các công ty khí đốt EU. Thỏa thuận trung chuyển khí đốt quan trọng giữa Moscow và Kiev sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2024 và chính phủ Ukraine tuyên bố sẽ không gia hạn thỏa thuận. Bà Simson cho biết Ủy ban châu Âu đã chuẩn bị đầy đủ cho kịch bản không có dòng khí đốt trung chuyển bằng cách sử dụng các tuyến cung cấp thay thế và dựa vào công suất dự trữ khí đốt lớn. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh Ukraine sẽ quyết định tương lai của đường ống dẫn khí, trong khi các quan chức EU tuyên bố sẽ không tham gia vào các cuộc đàm phán mới. Nếu tuyến đường khí đốt này bị mất, nó có thể làm gia tăng cuộc chiến giữa châu Âu và châu Á về nguồn cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng, LNG. Tuyến đường trung chuyển qua Ukraine được Nga sử dụng để vận chuyển khoảng 50% tổng lượng khí đốt xuất khẩu qua đường ống của mình sang châu Âu, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ, và khoảng 10% tổng lượng khí đốt xuất khẩu của Moscow. Đường ống dẫn khí bắt đầu từ mỏ khí Urengoy Oil của Nga trước khi vào Ukraine qua trạm đo sắt ra ở tỉnh Kursk. Khí đốt vào EU tại Slovakia trước khi rẽ nhánh sang Áo và Hungary. Đường ống trung chuyển qua Ukraine là một trong hai đường ống dẫn khí còn lại nối Nga với châu Âu, đường ống kia đi qua Thổ Nhĩ Kỳ. Hai tuyến đường khác, đường ống Yamal và Nord Stream, đã bị đóng cửa vào cuối năm 2021 và mùa thu năm 2022. Theo thỏa thuận hiện tại giữa Gazprom của Nga và Naftogaz của Ukraine, Nga bơm 40 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm. Tuy nhiên, năm 2023, Nga chỉ cung cấp 14,6 tỷ mét khối khí đốt thông qua đường ống quá cảnh của Ukraine. Các nhà phân tích cho biết các nước EU sẽ chịu tổn thất trực tiếp lớn nhất khi thỏa thuận quá cảnh Nga-Ukraine kết thúc. EU nhập khẩu 45% khí đốt từ Nga vào năm 2021. Con số này đã giảm xuống còn 15% vào năm 2023. Tuy nhiên, Hungary, Áo và Slovakia vẫn nhận được phần lớn khí đốt từ Nga. Cả ba quốc gia này đều không giáp biển và không có quyền tiếp cận trực tiếp đến các cảng LNG vì từ lâu đã phụ thuộc vào nguồn cung cấp của Nga thông qua đường ống. Cả ba nước này đều có ràng buộc với Nga bằng các hợp đồng dài hạn kéo dài đến tận sau năm 2025. Hungary, quốc gia phụ thuộc vào Nga khoảng 80% lượng khí đốt nhập khẩu, có thể sẽ ứng phó tốt hơn với sự gián đoạn này so với các nước láng giềng. Budapest có thể tiếp tục nhận nguồn cung từ Nga qua Thổ Nhĩ Kỳ sau khi tuyến đường trung chuyển của Ukraine đóng cửa. Áo và Slovakia là những quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ việc đóng cửa đường ống dẫn khí qua Ukraine. Nga đòi bồi thường hơn 1 tỷ USD từ gã khổng lồ dầu khí Anh. Văn phòng Tổng công tố Nga đang đòi bồi thường hơn 1 tỷ euro, tương đương 1,09 tỷ USD, từ gã khổng lồ năng lượng Shell có trụ sở tại Anh vì đã rút khỏi liên doanh khí tự nhiên hóa lỏng Sakhalin 2 tại Viễn Đông của Nga vào năm 2022. Tòa án trọng tài Moscow cho báo giới biết hôm 15 tháng 10. Shell rút khỏi dự án khí tự nhiên hóa lỏng LNG Sakhalin 2 vào năm 2022 sau khi xung đột Ukraine nổ ra. Dự án phát triển dầu khí lớn trên đảo Sakhalin ở Viễn Đông của Nga bao gồm nhà máy khí tự nhiên hóa lỏng đầu tiên của nước này. Đầu tháng 10, Tổng công tố Nga đã đệ đơn kiện nhắm vào 8 công ty con của Shell, bao gồm Shell PLC, Shell Energy Europe Limited, Shell Global Solutions International B5, Shell International Exploration và Production B5, Shell Neptegas Development, Shell Exploration và Production Service B5, Shell Sakhalin Service B5 và Shell Sakhalin Holding. Họ đang tìm kiếm khoản bồi thường thiệt hại hơn 1 tỷ euro, bộ phận báo chí của tòa án nói với Zia Novosti khi được hỏi về vụ án. Công ty Gazprom Export, Bộ Năng lượng Nga, chính quyền Sakhalin, cũng như các công ty Sakhalin Energy Investment và Sakhalin Energy được nêu tên là bên thứ ba, tòa án cho biết. Năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký một sắc lệnh chuyển nhượng tài sản của Sakhalin Energy, đơn vị điều hành trước đây của Sakhalin 2, cho một đơn vị điều hành mới có trụ sở tại Nga, Sakhalin Energy LLC. Chính phủ Nga cho phép các chủ sở hữu nước ngoài, bao gồm các công ty Nhật Bản Mitsui và Mitsubishi, nắm giữ cổ phần trong đơn vị điều hành mới theo tỷ lệ nắm giữ trước đây của họ. Hai công ty Nhật Bản quyết định giữ lại cổ phần trong dự án LNG và đồng ý chuyển giao 12,5% và 10% cổ phần tương ứng của họ cho nhà điều hành mới. Nhưng Shell,
công ty sở hữu khoảng 27,5% tại Sakhalin Energy, tuyên bố sẽ không nắm giữ cổ phần trong thực thể mới, khiến Moscow phải bán cổ phần của mình. Vào tháng 3, một công ty con của tập đoàn dầu khí Nga Gazprom đã mua cổ phần của Shell với giá 94,8 tỷ rúp, 973,3 triệu USD, nâng cổ phần của công ty trong dự án lên 77,5%. Các khoản tiền sẽ được chuyển cho Shell để đổi lấy cổ phần của công ty này trong Sakhalin 2, nhưng theo nhật báo Kommersant, chúng sẽ bị đóng băng trong cái gọi là tài khoản loại S. Nga đưa ra những tài khoản như vậy ngay từ đầu cuộc xung đột với Ukraine như một biện pháp đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây. Mục đích chính của những tài khoản bị hạn chế nghiêm ngặt như vậy là ngăn chặn việc các thực thể từ các quốc gia không thân thiện chuyển tiền ra khỏi đất nước. Giải mã việc các nước lớn trong EU đi đầu tăng cường nhập khẩu LNG từ Nga. Theo Jan Kaspar, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu châu Âu thuộc Đại học Matthias Corvinus, Budapest, Hungary, mới đây, mặc dù cam kết cắt giảm sự phụ thuộc vào năng lượng từ Nga, các quốc gia thành viên lớn của Liên minh châu Âu, EU như Pháp, Tây Ban Nha và Bỉ lại đang đứng đầu về việc tăng cường nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng, LNG, của Moscow. Trong bối cảnh Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh mục tiêu tách rời hoàn toàn khỏi nguồn năng lượng Nga, số liệu cho thấy xu hướng ngược lại, đặt ra nhiều câu hỏi về tính nhất quán trong chính sách năng lượng của EU. Trong nửa đầu năm 2024, lượng LNG mà châu Âu nhập khẩu từ Nga đã tăng thêm 11% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, Pháp, Tây Ban Nha và Bỉ chiếm tới 87% lượng nhập khẩu này, với Pháp dẫn đầu, tăng tới 120% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, tập đoàn Total của Pháp đóng vai trò quan trọng khi nhập khẩu một lượng lớn LNG Nga và nắm giữ 20% cổ phần tại mỏ Yamal ở Siberia, một trong những nguồn cung cấp chính cho thị trường châu Âu. Cả Tây Ban Nha và Bỉ cũng đã nhập khẩu LNG của Nga nhiều hơn so với LNG từ Mỹ trong cùng giai đoạn. Những con số này đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả của các biện pháp giảm phụ thuộc năng lượng mà EU đang theo đuổi. Dù nhu cầu khí đốt tại châu Âu giảm và các quốc gia như Qatar và Mỹ được giới thiệu như những lựa chọn thay thế, việc nhập khẩu từ hai quốc gia này thực tế đã giảm. Hiện nay 80% LNG sản xuất tại mỏ Yamal của Nga vẫn đang được xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Trước tình hình này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã nhiều lần chỉ trích những quốc gia mà bà cho là đang tìm kiếm những cách thay thế để mua nhiên liệu hóa thạch từ Nga. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ lưỡng các quốc gia thực sự đang dẫn đầu việc nhập khẩu, điều đáng chú ý là những nước lớn như Pháp, Bỉ và Tây Ban Nha lại không bị chỉ trích trực tiếp. Theo chuyên gia Kaspar, vấn đề này khiến cho các nhà quan sát nghi ngờ về tính nhất quán trong thông điệp và hành động của EU. Một số quốc gia thường xuyên bị chỉ trích về việc nhập khẩu năng lượng từ Nga, như Slovakia và Hungary, không thể chiếm khối lượng nhập khẩu lớn này do không giáp biển. Thực tế, khí đốt từ Nga chủ yếu được mua bởi các quốc gia lớn có hạ tầng năng lượng mạnh, sau đó giao dịch lại trên thị trường. Điều này khiến cho các tuyên bố chỉ trích từ phía EU trở nên mơ hồ, trong khi không có giải pháp cụ thể nào được đưa ra để đối phó với tình hình thực tế. Chuyên gia Kaspar lưu ý mặc dù có nhiều chỉ trích từ phía châu Âu về việc tiếp tục nhập khẩu năng lượng từ Nga, thực tế là các giao dịch này hoàn toàn hợp pháp theo luật pháp hiện hành. Hiện chỉ có hai giới hạn đối với việc nhập khẩu năng lượng từ Nga, thứ nhất là việc chuyển LNG từ Nga sang các nước thứ ba và thứ hai là nhập khẩu dầu từ Nga bằng đường biển. Trong khi đó, việc nhập khẩu khí đốt qua đường ống hoặc dạng hóa lỏng từ Nga vào thị trường châu Âu vẫn không chịu bất kỳ lệnh trừng phạt nào. Tình hình này khiến cho các tuyên bố mạnh mẽ từ phía các lãnh đạo EU trở nên mâu thuẫn với thực tế và tạo ra những rào cản trong việc xây dựng một chiến lược năng lượng nhất quán. Dù bà von der Leyen lo ngại về mối đe dọa do sự phụ thuộc vào năng lượng từ Nga, nhưng nếu không áp dụng các biện pháp đồng bộ cho tất cả các quốc gia thành viên, EU có thể sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong việc đạt được các mục tiêu giảm hoàn toàn phụ thuộc vào năng lượng Nga. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!